qua tôi mới xin anh mà. Tôi tưởng ông chung thủy lắm rồi mà. Chung thủy chỉ khi tôi chưa có bún mới ngon hơn mà thôi. Alo. Anh đang ở đâu? Về nhà đây. Anh về ngay đi nhá. Nani? Quay lại phải quay lại đúng không ạ? Bây giờ tôi lấy gì để đâu bây giờ?